Khiếm chong xua tờ can bom ôn khlạc khlạc thà. Bà sân bom ôn mình tốc chất krom với chất xa. Krom với chất bọn đất đã bàn sạc xa sao chứ rưu. Nâng bị sao rốt khơi nọc nông mà xin ông bị con bà chơi rồi bọc khí khám áo tí. Bà sân bom ôn mình tốc chất krom xuông sọc khá bì bà. Khám ai, mình tốc chất krom xuông sọc khá bì bà bò rồi tế tế. Bà sân bom ôn mình tốc chất tàu lơ xa xây để bàn bà chi tế. Ta bom ôn tốc chất lơ vậy. Ta bom ôn tốc chất lơ ở vầy. Ta chung ngư rô bom ôn a chia sạch bài đà rửa tế. Rồi sân bom ôn bâng tàu lơ tà thà nằm bệt mùi mộc nô. Ta vì ai tàu rùi đà rửa tế. Sva cũng bom ôn bài mất đà cầm bông ta mơ nào video mùi ní. Thằng ai nít xong trong chà đồng lê bom ôn khá là ổng bí. A thạp rơi dọa rô bọc nhây khám áo. Nó bếp đà bom ôn lưu bịa thà nhây khám áo. Bom ôn nâng đất tàu đò bịa thà nhây. Nhây bom ôn bởi vì bộ rốt dương tiếng ọc này, mà nụ sơ tay chung vinh bị phục lúc bàn sqa lại thạc nháy, cứ miễn ạ thạc bởi giáo tràn xâm rạp sau cập hiệp. Bốn tẻ, trong bộ nháy tham mặt đá, hay nâng nháy khám áo, rồi sân bởi dương priếp thiếp nháy, ông bị con bởi giáo cho bộ nháy hay nâng nháy khám áo, nháy cứ bật chí miễn bởi giáo tích bom phật, tích chiên nháy khám áo tràn, nháy cứ miễn ạ thạc bởi giáo tích chiên nháy khám áo tràn mềm tên. Cho bởi sân bởi dương dục nháy khám áo, tàu priếp thiếp chứ mùi nâng dân sân vinh, ta vi miên ả thạp rời dọc, dàng nào tớ. Miên bom ôn phía chả nó bê đè lửa đọt bị thả dân sân, chứ bác chìa nắc khơi thả. Ô, dân sân cứ bật chì miên rời dọc chả mình tên. Bà gọt nà, dân sân cứ bật chì miên rời dọc khăn xâm rạp sau cục hiệp nà. Bom ôn xạ xa rồi mai tổ mớ, bà sân bà dân tình ọc ní, bàn tổ tù tiên dân sân chìa bà chạm. Rồi có riêng rồi thằng ngày, ta sau cục hiệp bà dân tình ọc ní, vì là ô công rạch nà. Vì ai chết ngay ông bị chung ngư công rạch nà tớ. Bọn ôn xa sở mai tổ mơ, bà sân bà dân bàn nhằm dân sân chia bà chạm. Rồi có chia riêng rồi thằng ngày, ta sẽ có phiêu bà dân tình ọc này nâng viên là ô bọn nà tàu. Bọn ta thằng ngày nếch châm tròn bà bọn ôn thả, dân sân bà sân bà dân bà tiếp chung mình nâng khai khám áo, dân sân cứ nâu miên bà giói tiếp chân khai khám áo tổ tiên. Đối chân này hơi khai khám áo, cứ bất chì miên bà giói tràn, miên bà giói cấp bố mình tên, cấp bố chân dân sân linh chư nâng rút cả chiếc đó tay tiết, cứ cấp bố đạch tay mà đó. Hai vậy được chúng mình rập rộp, vậy được chúng mình dạy ní. Cứ mình mẹ nói bọn ôn chưa nụ tì. Bọn ôn mình trâu chưa nụ tì. Vẫn tại bọn ôn trâu tè chúng này bèl đầm bầy xoay dùl, xoay rô ca bật thả ta. Vậy được chúng bàn lực làng ní, miên phô tảng. Vậy được chúng bàn lực làng ní, ta vì chỉ ca bật đà rửa tì. Ní cứ chìa vậy để bọn ôn trâu tè chúng này bèl đầm bầy xoay rô ca bật. Xoay rô ca bật đầm bầy ở vầy. Hay cho ta xoay rô ca bật đầm bầy ở vầy. Cứ đảm bây dốc chế khám áo ní mọc ra đảm bây thay tòm sọc phíp rư gọp chìa ba chùm ngư rồi bọc bọc ôn nâng ai. Bị bố thạc nhây khám áo, việc bất chí miên bởi dọc nông ca chuối thay tòm sọc phíp hay nông chìa ba chùm ngư chì tràn mốc để ai ở nhẹ chùm ngư nâng chìa sát sạc bài giang bất bạc gọt mẹn. Để nhây khám áo ní cứ ai chuối chìa bí xét tọ đòn nhẹ chùm ngư tắc nôm bà em. Nhẹ chùm ngư tắc nôm bà em tam ca thơ tè. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. A1C របស់ពួកគាត់គឺធ្លាក់ចុះបានន័យថាកម្រិតជាតិស្ករហើយនិងកំហាប់ជាតិស្កររបស់ពួកគាត់នឹងគឺមកធម្មតាវិញដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយបានថាពួកគាត់គឺជាអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបានប្រើប្រាស់ខ្ញីខ្មៅក៏បានធូរស្បើយក៏បានជាអំពីជំងឺនេះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរមានសាក្សីជាច្រើនដែលពួកគាត់ព្រមចេញមកបកស្រាយចេញមកពន្យល់អំពីអាការៈទាំងអស់នោះគឺមានសាក្សីច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញីខ្មៅមិនត្រឹមតែជួយទៅដល់អ្នកទឹកនោមផ្អែមទេអ្នកដែលមានបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬដងបាតក៏អាចជួយបានច្រើនផងដែរជាពិសេសគឺជំងឺកាចសាហាវជាច្រើនទៀតពីព្រោះថានៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញីខ្មៅគឺមានសារធាតុសកម្មសារធាតុដល់អស្ចារ្យចំនួន2ដែលយិនសិនឬក៏អ្វីផ្សេងនឹងមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញីខ្មៅនេះបានទេដែលសារធាតុទាំងពីរនោះគឺទី1គឺ Methoxyl flavone ទី2គឺ Bioflavonoid សារធាតុសកម្មទាំងពីរនេះហើយដែលបានចូលទៅជួយទៅដល់កោសិការាងកាយរបស់យើងសារធាតុដ៏សំខាន់ពីរនេះហើយដែលវាបានចូលទៅជួយគ្រប់កោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺវាចូលទៅថែទាំ
ca pi nó cao dịch cao nào để khối vì chỗ ta chui chút chút nó cao dịch cao để cầm bông khối nâng chui bằng đọc cao dịch cao thăm mây ở việc ra xa lãng đôi chân này xa ra thiết đó xong khăn pi ní ai để việc bật chế chui tạo đó sau cấp hiệu bao dân tăng ở khí ban dạng bất bật gọt mình.